vâng xin chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng tìm hiểu xem nhanh những cái đường nét thiết kế rồi những cái trang bị cũng như những cái điểm mới trên mẫu Mercedes-Benz GLC 2023 đây là cũng là bản all new nói về GLC thì có thể nói đây là một trong những cái sản phẩm gọi là con gà đẻ trứng vàng cho cả tập đoàn Daimler cũng như Mercedes-Benz tại Việt Nam à, những cái bước đột phá về doanh số của Mercedes-Benz phải nói rằng có sự đóng góp rất lớn từ mẫu GLC này bằng những cái hình ảnh đầu tiên thì có lẽ chúng ta cũng đồng ý với nhau một cái quan điểm rằng là đây là một mẫu xe có thiết kế rất là đẹp cá nhân như mình thì mình nhìn các cái đường nét cũng như cái tỷ lệ của thân xe cũng như các cái chi tiết nằm trên xe nó còn đẹp hơn cả GLE và GLS cơ Ok, Thế thì ngay bây giờ là những cái hình ảnh đầu tiên về phần đầu xe. Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng sẽ có hai cái dòng phiên bản. Một bản theo dòng là Avantgarde tức là sẽ trẻ trung một dòng là theo dòng AMG Line. Thì đối với cái dòng Avantgarde và cái dòng AMG Line ấy thì khác nhau một chút về cái phần mặt ca lăng lưới tản nhiệt và cũng như là cái cảng phía dưới đấy nếu như thằng AMG Line thì sẽ có cái thiết kế thể thao hơn từ mặt ca lăng theo những cái hình ngôi sao rồi là kim cương lấp lánh và cản dưới thì thiết kế theo phong cách của AMG còn phòng Avantgarde thì nó theo cái hướng trẻ trung và có gì đó sang trọng đấy, ví dụ như phần cản dưới sẽ có nhiều cái phần chrome hơn này đó tuy nhiên cái điểm chung rằng cả hai cái bản này trên GLC mới đều có cái tùy chọn cao cấp nhất đấy là đèn digital light rất là sang trọng. Đây, các bạn nhìn đèn mí nhá, định vị nhá và có những cái điểm sáng màu xanh xanh. Mình cũng mới nhìn qua ảnh thôi và đối với cái đèn digital light này nó thông minh như thế nào thì các bạn có thể xem lại những cái video mà chúng tôi cũng đã chia sẻ trên những cái dòng mạch s rồi. Cái đèn có thể tạo, có thể vẽ nên những cái họa tiết rất là tượng hơn nữa nó mang ra những cái giải pháp chiếu sáng nhờ những cái nano led rất là chính xác và thông minh. Chính Nhờ những cái đường nét thiết kế này nó mang lại cho cái diện mạo uh, về mặt đầu xe của GLC phải nói rất là đẹp. Đối với phần uh, tùy chọn về phần mâm, và uh, những mâm xe sẽ tạo nên cái sự khác biệt trẻ trung hơn hay là ấn tượng hơn. Thì tùy chọn về mâm sẽ là mâm 18 đến 20 inch. Mình cũng kỳ vọng rằng cái dài uh, tùy chọn về mâm khi về Việt Nam cũng sẽ đầy đủ để chúng ta có thể uh, lựa chọn. Bởi vì như quý vị các bạn đã biết rồi cái chi phí để sở hữu một chiếc xe mua một chiếc xe ở Việt Nam khá là cao thậm chí mua một chiếc GLC này thì ở bên đấy là ở bên nước ngoài thì chúng ta có thể mua một chiếc Porsche Cayenne rồi khá là đầy đủ phần option thì biết là anh em chúng ta cũng khá là thiệt thòi đúng không ạ Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến sang phần bên hông đi thì có thể nói là những cái dòng xe trong nhiều năm trở lại đây phần thiết kế bên hông không thay đổi quá nhiều mà chủ yếu chỉ thay đổi phần đầu thôi, bởi vì cái form xe nó đã như vậy rồi. Ờ, các cái nước gọi là tư bản làm ra những cái xe thì họ cũng rất là tận dụng, tối ưu chứ cũng không phải là mỗi cái năm đi vẽ ra một cái đâu. Mà đã có cái form đó rồi cứ phát triển theo cái bộ mã gen như vậy họ rất là tối ưu về chi phí hơn nữa. Những người Đức thì họ rất giỏi trong cái việc là thiết kế xe hơi phải nói là đầu bảng luôn. Rất may là xe này là có da nóc đúng theo phong cách của một chiếc SUV. À, thực ra SUV thì bây giờ là cái ngôn ngữ marketing, à, bản chất còn cái cấu trúc của nó là crossover. Tuy nhiên là cái khái niệm đấy không có một cái quy định cụ thể nào trong cái luật là tôi phải gọi như thế này gọi như thế kia. Mà quan trọng là bạn muốn định vị cái xe nó nằm ở đâu, hướng tới đối tượng khách hàng nào thì chúng ta đưa ra cái ngôn ngữ như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta tiến ra phần đuôi xe. Thì thực chất là nếu mà nhìn từ đầu đến giờ ấy, thì bạn dễ hình dung rằng chúng ta hạ thấp gầm chiếc xe này xuống thì thực sự nó là một chiếc C-Class thôi, chiếc C theo phong cách hatchback thì cái phần đuôi đèn sau này cũng vậy thôi, nó cũng giống như E, cũng giống như S, cũng giống như C. Bây giờ cái phương thức sản xuất của người Đức thì nó cũng học theo của người Nhật thôi. Tất cả các hãng xe bây giờ từ Đức học qua Mỹ, học qua Nhật rồi là Nhật học qua Mỹ, học qua Đức rồi cứ học lòng vòng lẫn nhau, cái gì hay là học hỏi lẫn nhau thôi. Các bạn sẽ thấy rằng là cái sự đồng dạng nó rất là giống nhau. Đấy, từ phần đèn này, Đấy, không khác gì đúng không ạ phần nắp cốp này phần cản dưới cũng thế đấy từ C nhân lên thôi rồi nhân tỷ lệ scale lên một chút lại ra e đấy nhưng thực ra mà nói thì đối với cái dòng e glc này thì thực ra nếu như mà mình thích nhá mình vẫn thích cái dòng xe điện cái đuôi của dòng xe điện um, của uh, eqc đó cái đuôi nhìn nó cái hình khối nó rất là đẹp nó sang trọng và đặc biệt cái dài đèn nó nối liền hai bên nhìn mới gọi là say đắm luôn Ừ. Nhưng đối với một chiếc xe sang như thế này mình đang nhìn thấy trên những cái hình ảnh này, cái cần gạt mưa này theo mình là phải giấu đi thì nó nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ở đây thì mình xin chia sẻ thêm một chút cái thông tin kiến thức của xe. Cái này thì bạn tìm uh, thông tin trên mạng cũng có hết mà thôi. Thì cái bản mới này dài hơn cái bản cũ là 60,96 mm và như vậy là nó sẽ chiều dài tổng thể sẽ là 4716 mm. Và xe là cũng có cái khoảng sáng ngầm xe thấp hơn khoảng 4 mm và nhưng là chiều dài trục cơ sở tăng thêm 15 mm và dung tích khoang hành lý đã tăng thêm 70,7 lít tức là đạt tới 621 lít tức là mọi cái chỉ số về kích thước để tối ưu hơn để chúng ta có có cơ hội có nhiều cái không gian ở bên trong hơn bởi vì dù sao thì mình hay gọi vui đây một xe xe nâng gầm chính vì vậy làm nào để cải thiện được cái không gian cho người ngồi hàng ghế sau bây giờ thì chúng ta tiếp tục tiến vào bên trong khoang nội thất của xe thì có thể thấy là những cái hình ảnh rất là quen thuộc trên GLC đấy là thiết kế của vô lăng hai màn hình gồm màn hình phía sau vô lăng là màn hình 12,3 inch và một màn hình dọc là 10 1,9 inch cái này thì nó cũng khá giống trên những cái dòng C để dẫn hướng cho cái lối thiết kế này có thể nói là phải trên dòng S mà cũng đã gây tranh cãi trong suốt một cái thời gian dài rồi Tuy nhiên cũng phải xin chia sẻ với quý vị các bạn rằng những cái hình ảnh mà chúng ta thấy được ở trên mạng này đã qua xử lý không thiết kế rất là nhiều. Còn bản chất ở ngoài chúng ta phải xem xét cái vật liệu đó nó như thế nào. Đúng không ạ? Thì chúng ta mới biết được cái độ chất độ tinh. Còn nếu như chỉ nhìn qua những hình ảnh này thì cái màn hình này nó cũng sẽ giống như cái màn hình của xe Hyundai, của Kia hay xe Nhật thôi. Nhưng mà bởi vì cái công nghệ xử lý hình ảnh nó quá đẳng cấp cho nên là nó tạo cái độ tranh không có nhiều nên nhiều khi mình bình luận ô oh, tại sao xe đức lại có thiết kế như xe hàn thế này nhưng mà thực ra không phải khi mà nhìn ra ngoài thật ý, thì các bạn sẽ thấy rằng cái áo của uh, việt tiến hay là nó sẽ khác cái áo sơ mi của Gucci hay Dior đấy, đấy là mình phải chia sẻ thật nó là như vậy là tiền nào thì nó là của đấy mà vật liệu nào thì nó phải phù hợp với cái chi phí sản xuất của vật liệu đấy chứ không thể nói là Uh, nhìn núi rời nhìn cái ảnh này xe Hyundai có đẹp hơn xe mẹt thì cái đấy mình không đồng ý bởi vì chúng ta sẽ phải nhìn ở ngoài thật nữa thôi nhưng mà đấy là câu chuyện về hình ảnh và thực tế là đúng không ạ ok còn về phần trang bị thì các bạn sẽ thấy đấy ở trên vô lăng thì các bạn sẽ thấy rằng nếu như cả cái tùy chọn cao nhất trên cái dòng mẹt này thì sẽ có cả những cái phần Sonic plus những cái hệ thống an toàn gồm 9 tính năng ấy, cực kỳ đỉnh cao ngay cả những cái hệ thống là cảnh báo điểm mù chủ động, tức là khi mà có xe rơi vào vùng mù thì xe nó sẽ rằng lái, nó sẽ đỡ lái cho mình nó sẽ không uh, nó sẽ chủ động nó đánh ngược lại lái, ví dụ như vậy thì nó sẽ an toàn hơn nhiều. Ok, rồi thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều tính năng hay trên chiếc xe này. Thứ nhất là mình thấy cái màn hình HUD này là nó hiển thị rất là nhiều thông tin lại có cả màu sắc này, bao gồm hướng di chuyển này và độ nghiêng ngang nghiêng dọc theo trục ngang trục dọc của xe. À, có nghĩa là tôi định vị đây là một chiếc xe gọi là SUV thực sự. Thứ hai nữa là màn hình trung tâm. Thì uh, các bạn cũng sẽ thấy rằng là nó có một cái, cái hệ thống camera. Ngoài chức năng camera 360 rồi có chức năng camera qua nhìn xuyên qua cái nắp capo xuống dưới mặt đường. Cái này cũng rất là hay đối với những chiếc xe Đức và những cái sở hữu những cái mâm dùng những cái mâm lớn. Một trong những cái điểm đáng chú ý nữa là đối với cái hệ thống phần mềm MBUX thì cũng là MBUX mới nó cũng giống như trên uh, mạch uh, S hay mạch C mới này thôi, ta có thể điều khiển bằng rất nhiều uh, phương thức một là bằng cơ học, hai là bằng cảm ứng, ba là bằng giọng nói, bốn điều khiển trên vô lăng và đặc biệt là hệ thống MBOX này bây giờ cập nhật uh, dữ liệu cũng như cập nhật phần mềm theo phương thức mới là qua cái phương thức là OTA, có nghĩa là bạn có thể kết nối xe với uh, hạ tầng uh, mạng internet rồi sau đấy sẽ cập nhật uh, qua hạ tầng đó chúng ta cũng không phải là đánh xe đến các cái đại lý rồi vân 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 mất thời gian nữa nó cũng như cái việc mà mình cập nhật một cái ứng dụng hay một cái phần mềm gì đó trên cái điện thoại smartphone mà các bạn hay dùng là thôi ngoài ra thì xe cũng có thêm cái camera hành trình về phong cách thiết kế nội thất thì thực ra chúng ta cũng thấy những cái hình ảnh rất là quen thuộc những cái phần trim mốp rồi cách phối màu da rồi vân vân thì nó theo phong cách của mẹ thôi chúng ta đã thấy quen trên những cái dòng C dòng S rồi dòng E mới rồi tuy nhiên đối với các phiên bản thì chúng ta sẽ thấy rằng GLC 300 phiên bản cơ sở là sẽ đi kèm với hệ dẫn động cầu sau và xe thì cũng được trang bị cái động cơ là 2.0 với cái hệ thống mild hybrid 48 v hệ thống chuyển động này cho cái công suất là 258 mã lực và mô men xoắn cực đại là 399 Nm đối với dòng GLC 300 4matic thì sẽ được bổ sung thêm cái hệ dẫn động AWD cả hai mẫu xe đều được sử dụng hộp số tự động 9 cấp và có khả năng tăng tốc là từ 0 đến 96 km/h trong vòng khoảng 6,2 giây và vận tốc tối đa thì có thể đạt được là 209 km/h. Hiện tại thì cũng chưa có bất kỳ một cái uh, con số công bố nào về uh, mức tiêu thụ nhiên liệu. Cũng tương tự như các mẫu xe còn lại uh, trong thương hiệu Mercedes-Benz thì uh, khách hàng nếu mà mua GLC 2023 mới này cũng có cơ hội bổ sung thêm các gói tùy chọn để nhận được những cái tính năng là bây giờ xu hướng bán những cái dòng xe sang thì ngoài cái trang bị tiêu chuẩn bạn có thể mua thêm ví dụ như những cái gói hỗ trợ độ xe mới bao gồm cả chức năng hỗ trợ độ xe chủ động với hệ thống camera 360 độ này rồi gói driving assistant bao gồm khoảng 9 cái tính năng kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ lái chủ động cũng như hỗ trợ nhận diện biển báo giao thông thì thực tế là trong 9 cái tính năng này về Việt Nam này sẽ có khoảng 4-5 tính năng bao gồm là kiểu như Distronic Plus này rồi cảnh báo điểm mù này rồi thêm vài ba tính năng nữa thì mình sẽ thấy hợp lý bởi vì nếu mà chức năng đọc biển báo giao thông ở mình mà nhận diện mà đọc á thì khá là khó cho nên là mình nghĩ Mercedes-Benz cũng sẽ khi mà đưa về Việt Nam cũng sẽ nghiên cứu những cái tính năng nào phù hợp nhất. Tuy nhiên một trong những cái tính năng mà mình rất cần đấy là chính là cảnh báo điểm mù cộng với cả Distronic Plus hai những hai cái tính năng đấy là một là rất là quan trọng cộng với cả việc CP cái kiểu như là hỗ trợ phanh giảm thiểu va chạm trước sớm á. Đó là những cái gói tính năng mình thấy là uh, rất là phù hợp với cái tốc độ phát triển những cái đường cao tốc tại Việt Nam ngày nay. Ngoài ra thì mình Mercedes-Benz cũng có cung cấp một gói trang bị tức là gas 360 tức là cái này bổ sung à, có những người vệ sĩ giám sát xe toàn thời gian đấy. Cái này mình nghĩ là cũng sẽ chưa đưa về Việt Nam trong thời gian đầu đâu. Và một trong những cái trang bị cũng khá giống trên dòng S với dòng C đấy chính là công nghệ đánh lái trục sau tức là tăng cái khả năng vận hành ở các góc cua này rồi linh hoạt khi mà chúng ta quay đầu rồi vân vân ở các cái con đường nhỏ nhỏ ngõ nhỏ phố nhỏ ấy thì là có cái công nghệ đánh lái trục sau này sẽ hỗ trợ khá là nhiều và đâu đó nó đánh lái được khoảng 4,5 độ vậy là cũng khá là lớn đối với dòng xe như thế này rồi Ok trên đây là những cái thông tin nhanh về những cái điểm mới trên dòng GLC hoàn toàn mới năm 2023 mình cũng hy vọng rằng là mẫu sản phẩm này cũng sẽ sớm về Việt Nam và hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau có cái cơ hội để sớm để trải nghiệm cái mẫu xe này khi Mercedes-Benz Việt Nam chính thức là công bố và sẽ có những cái mẫu xe chạy thử. Đó và hy vọng rằng đến lúc đấy mình sẽ có những cái thời gian trải nghiệm thực tế nhiều sâu hơn nữa để cung cấp những cái thông tin thiết thực hơn, sát thực với thị trường Việt Nam hơn tới quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Lê Hùng, Auto Daily ạ.